Lịch sử trường Bưởi, trường Chu Văn An, tên cũ thời Pháp thuộc là trường Trung học Bảo hộ. Giai đoạn 1908 đến 1945. Ngày 9 tháng 12 năm 1908, Toàn quyền Đông Dương clôbô ra quyết định thành lập Colonie du Protectorat, trường thành trung bảo hộ, tương đương trường cấp 2 hiện nay, trên cơ sở sắp nhập trường Thông Ngôn bờ sông, trường Trung học Joseph Nam Định và lớp sư phạm Conno phố Portia, nay là phố Bảo Khánh. Năm 1931, trường được nâng cấp thành một Lisi, tương đương cấp trung học phổ thông hiện nay, Lisi sì Du Protectorat, trường trung học bảo hộ. Tuy nhiên, do trường được xây dựng trên đất làng Thị Khuê, thời Hậu Lê là nơi đặt điện Thị Trương, ở vùng Kẻ Bưởi, Ven Hồ Tây, nên người dân vẫn gọi là Trường Bưởi. Trường Bưởi được cho là cái tên mà các học sinh có tinh thần phản kháng lại người Pháp, dùng khi đề cập đến trường, nhằm không gọi cái tên chính thức người Pháp đặt. Cuối năm 1943, do chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, trường phải sơ tán một phần về tu chủng viện Phúc Nhạc, Ninh Bình và phần còn lại vào Thanh Hóa, mãi đến giữa năm 1945 mới quay lại Hà Nội. Tuy vậy số lượng học sinh của trường vẫn tăng đều trong khoảng thời gian từ 1937, 190 học sinh đến 1944, 424 học sinh. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, ngày 12 tháng 6 năm 1945, Khâm Sai Bắc Bộ Phan Kế Toại ra quyết định đổi tên trường thành quốc lập trung học hiệu Chu Văn An, lấy theo tên vị danh sư Chu Văn An dưới thời nhà Trần và cử giáo sư Nguyễn Gia Tường, làm hiệu trưởng. Đây là hiệu trưởng người Việt đầu tiên của trường Bưởi, Chu Văn An. Tên trường Chu Văn An được giữ từ ngày đó đến nay, dù có lúc phải sơ tán, phải chia đôi trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Sau khi ra lệnh đóng cửa trường Đông Kinh Nghĩa thuộc năm 1907, người Pháp mở trường trung học bảo hộ theo mô hình giáo dục Pháp, với mục đích đào tạo công chức chung, cao cấp người Việt cho bộ máy cai trị. Nhưng cả Bắc Kỳ khi đó, chỉ có trường bưởi là ly si dành cho học sinh người Việt, vì Lisi từ là của học sinh Pháp. Họ lấy rất ít học sinh Việt, đây cũng là đối thủ chính của trường bưởi trong thời gian này, cả về thành tích học tập lẫn thể thao. Và mãi sau mới thêm mấy trường trung học nữa ở Hải Phòng, Nam Định. Vì vậy, nơi đây đã là cái nôi của lớp trí thức trẻ người Việt, một năm trường tuyển ở cả Bắc Kỳ đúng 120 chỉ tiêu và tỷ lệ học sinh của toàn Bắc Kỳ khi đó cũng thấp nhất nước, khoảng một học sinh trên 10.000 người dân. Đậu vào trường bưởi trong thời gian này được gọi là cả một tự hào lớn lao, học trò ra trường đi vào khắp các ngành kinh tế, văn hóa, những người đại diện phần đông là xuất sắc. Không chỉ có học sinh người Việt, trường bưởi còn là nơi học tập của một số học sinh Lào và Campuchia, để trong đó phải kể tới Sao Phan Nô no và Cai Son Phong Vị Hên. Học phí thời gian này chừng 4 đồng Đông Dương một tháng nên vấn đề dành học bổng để học tập là một vấn đề rất quan trọng. Tuy nhà cầm quyền pháp lúc bấy giờ không đề ra mục tiêu giáo dục tinh thần dân tộc, các học sinh trong trường đã thông qua những hành động cụ thể đi ngược lại chủ trương ban đầu đó. Họ tổ chức bãi khóa, đòi ân xá nhà yêu nước phan bội châu, hay để tang phan chu trinh, hưởng ứng phong trào việt minh, tham gia vào các nhóm luyện võ cổ truyền và truyền nhau các lời chào hỏi yêu nước học được từ thầy dạy võ của mình cũng như xung đột với các công tác viên trường Bắc Serot, vốn chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Một số học sinh đã sớm tham gia các phong trào độc lập dân tộc như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng. Giai đoạn 1945 đến 1954. Sau cách mạng tháng 8, trường phải học tạm ở thị xã Hà Đông vì trường phải dùng làm nơi đóng quân của quân đội tưởng giới thạch. Đến đầu năm 1946, trường chuyển về Việt Nam học xá tức Đông Dương học xá trước đó, nay là Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau kỳ nghỉ hè 1946, trường lại chuyển về một trường trung học nữ Pháp, bây giờ là tòa nhà bộ tư Pháp. Khi chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất bùng nổ, trường Chu Văn An được chia làm hai phân hiệu. Một phân hiệu chuyển về vùng kháng chiến đảo giã Phú Thọ do thầy giáo Trần Văn Khang làm hiệu trưởng, phân hiệu thứ hai ở lại Hà Nội. Trong những năm Hà Nội bị tạm chiến, nhà trường bị binh đoàn xe tăng Pháp chiếm đóng, nên thầy và trò phải tạm trú tại trường nữ sinh Đồng Khánh Nay là trường Trương Vương ở phố Hàng Bài Sau lên cửa Bắc chung với trường Sư Phạm Đỗ Hữu Vị Cũ Nay là trường Phan Đình Phùng Sau ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954 Trường Chu Văn An mới lại trở về địa điểm ban đầu cạnh Hồ Tây Trong 9 năm chiến tranh Rất nhiều học sinh Chu Văn An đã gia nhập tự vệ và bộ đội Việt Minh Nhiều người sau đó trở thành cán bộ cao cấp của chính quyền Như Nguyễn Xiển, Phan Anh một số sau này trở thành tướng lĩnh như thượng tướng đặng vũ hiệp thiếu tướng nguyễn đôn tự